Hello, xin chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày 15 tháng Giêng năm 2024. Hiện tại thì Nick đang có mặt ở ga đến quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất. Hôm nay tình hình ở sân bay như thế nào, Nick tiếp tục quay review chia sẻ cho quý cô bác, anh chị và các bạn cùng xem luôn nhé. Trên bản điện tử thì Nick thấy là có chuyến bay đến từ Doha của hàng không Qatar đã hạ cánh lúc 9:30 nè. Chuyến bay đến từ Đài Bắc Đài Loan của hàng không Eva BR395 đã delay tới 11:40 thay vì 9:50. Rồi tiếp theo sau đó là có một số chuyến bay khác đã hạ cánh, như là chuyến bay đến từ Đài Bắc Đài Loan của hàng không China Airlines đã hạ cánh lúc 10 giờ nè. Rồi chuyến bay đến từ Hồng Kông của hãng hàng không Hồng Kông Cathay Pacific cũng đã hạ cánh lúc 10 giờ. Rồi tiếp theo sau đó thì nhiều chuyến bay khác sẽ chuẩn bị hạ cánh trong buổi sáng và trưa chiều tối của ngày hôm nay. Cũng như thường lệ thôi, cứ càng về cuối năm thì càng đông ở sân bay. Và buổi sáng của ngày hôm nay thì ở sảnh đón này cũng đầy người hết. Quý cô bác, anh chị và các bạn thân mến, để ý trong buổi sáng ngày hôm nay, Nick thấy là có rất là nhiều hành khách trên chuyến bay của hãng hàng không Qatar Airways quá cảnh tại Doha, Qatar đã xong thủ tục và đi ra ngoài. Đa số là hành khách đến từ các nước châu Âu sang du lịch Việt Nam nè. Hãng hàng không Qatar Airways là một trong hai hãng hàng không của vùng Trung Đông, hiện tại thì đang rất là có tiếng. Hãng đầu tiên đó là hãng Emirates của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, điểm xuất phát là tại thành phố Dubai. Và hãng thứ hai chính là hãng Qatar, đang cạnh tranh rất là lớn với hãng Emirates. Qatar thì thuộc vương quốc Qatar, một đất nước nhỏ bé nhưng giàu có về xăng dầu tại vùng Trung Đông. Gần đây thì hãng cũng đã mở rất là nhiều đường bay, trong đó có đường bay đến thẳng Việt Nam và bay từ Doha. Nhiều cô bác anh chị mình là gần đây cũng bắt đầu quen dần với hãng hàng không này. Nhiều cô bác anh chị ở các nước châu Âu trước đó đã bay với hãng Qatar, và một số cô bác anh chị ở vùng bờ đông của nước Mỹ bắt đầu cũng bay về Việt Nam qua hãng Qatar quá cảnh tại Doha nè. Thì có nhiều đánh giá cũng rất là tốt về hãng hàng không này, tuy nhiên cũng có một số complaint về dịch vụ của hãng hàng không Qatar. Gần đây nhất thì có một bác cũng mới vừa bay về Việt Nam quá cảnh tại Doha của hãng không Qatar, thì theo bác cho biết là bác chờ khoảng mười mấy tiếng tại sân bay Doha và được hãng là phục vụ cho chỗ nghỉ nè, cho khách sạn nghỉ ngơi trong lúc quá cảnh, bởi vì chuyển tiếp giờ bay quá lâu quá dài, được nghỉ ngơi thoải mái, được ở khách sạn rồi được hưởng các dịch vụ là rất là chu đáo, và bác đánh giá rất là tốt về hãng hàng không Qatar. Cho nên là cũng có nhắn nhủ cho Nick là nếu có bác anh chị mình, đặc biệt là những ai ở bờ đông nước Mỹ ít có đường bay khác, không có nhiều lựa chọn chẳng hạn, thì có thể chọn Qatar là một trong hãng hàng không mà có dịch vụ tốt, có thể bay và về Việt Nam tương đối là ok. Tuy nhiên trước đó thì Nick cũng có nhận được một số comment bình luận cho rằng hãng hàng không Qatar này có dịch vụ thì cần phải xem xét lại. Trên máy bay, nói chung dịch vụ trên máy bay khi bay thì là nhìn chung rất là tốt, từ chất lượng dịch vụ trên máy bay như là bữa ăn nè, rồi tiếp viên nè, rồi vệ sinh máy bay, nói chung là khá là ok. Nhưng mà dịch vụ mặt đất á, thì có vài điều cần lưu ý. Thứ nhất đó là hành lý xách tay hãng hàng không Qatar này cho phép một kiện hành lý 7kg và kiểm soát rất là chặt chẽ, đặc biệt là từ đầu Việt Nam đi. Thì nhân viên mặt đất của hàng không Qatar làm việc tại Việt Nam quá nghiêm khắc, nếu không nói là quá cứng nhắc, và bắt không cho hành khách mang hai kiện hành lý lên máy bay. Đó là hai kiện xách tay, ví dụ một cái túi nhỏ và một cái vali con, thì tất cả phải dồn trong vali con và chỉ đúng 7kg mà thôi. Trong khi những điểm xuất phát khác thì thường nhân viên của hãng Qatar cũng du di, cũng không có vấn đề gì, chỉ tại Việt Nam thì làm khó. Thì thật sự nó như thế nào Nick cũng chưa gặp trường hợp như thế này. Tuy nhiên thì đây là comment bình luận của một vị cũng bay từ Mỹ về trên hãng Qatar này, có cho biết trước đó.
Rồi một trường hợp khác nữa cũng bay trên hãng hàng không Qatar cũng đánh giá là dịch vụ trên máy bay thì khá tốt nhưng mà dịch vụ mặt đất thì rất là tệ. Đơn giản đó là khi mà hành lý bị thất lạc hư hao thì vấn đề mà đền bù của hãng á bị gọi là chìm dần và quên lãng, có nghĩa là chậm trả lời và hầu như không muốn đền bù cho khách hàng, rồi không trả lời, không đáp ứng, không có một cái phản hồi nào tốt cho khách hàng sau đó, rồi im lặng và quên đi, dường như là không muốn bồi hoàn, không muốn đền bù những hành lý bị hư hao hoặc là mất mát của khách. Do đó thì thực tế nó ra sao, những ai đã có kinh nghiệm bay trên hãng này rồi, nếu chúng ta thấy có những cái gì mà tốt hoặc là những gì chưa tốt của hãng thì cũng có thể comment bình luận ở phía dưới này cho cô bác anh chị mình chuẩn bị bay về Việt Nam và trên hãng này có những gì lưu ý thì chúng ta tham khảo thêm ý kiến của những người đã từng bay với hãng hàng không Qatar để có thêm kinh nghiệm quý báu cho chuyến bay sắp tới của mình nhé. Xin cảm ơn rất là nhiều. Vừa rồi là về hãng hàng không Qatar quá cảnh tại Doha vùng Trung Đông. Còn tại khu vực châu Á thì có hãng hàng không của Hồng Kông là Cathay Pacific. Trong buổi sáng ngày hôm nay, Nick thấy là chuyến bay Cathay Pacific cũng đã hạ cánh rồi nè. Tí nữa xong thủ tục cũng sẽ có một số cô bác chị mình bay trên chuyến bay này sẽ đi ra ngoài. Tuy nhiên thì gần đây Nick thấy có nhiều phản hồi không tốt về hãng hàng không Cathay Pacific. Đó là về chính sách giá cả và chính sách ký gửi hành lý. Đầu tiên là về giá cả, mọi người xem giá của hãng hàng không Cathay Pacific có thể là nhỉnh hơn, rẻ hơn tí so với một số hãng khác. Tuy nhiên nhìn lại và khi mà bay thực tế á, thì mọi người kiểm tra và bất ngờ đó là hãng hàng không Cathay Pacific đã thay đổi chế độ về hành lý ký gửi, đặc biệt là hành lý ký gửi bay đường dài từ Mỹ về Việt Nam nữa hàng, thì đã đổi sang là cho phép gửi một kiện hành lý thôi. Cái là một người chỉ được một kiện hành lý 23 kg, và nếu muốn gửi kiện thứ hai là phải tính tiền, tùy theo điểm xuất phát là sân bay ở đâu, có thể là $200 một kiện thứ hai hoặc là lên tới $250 một kiện hành lý thứ hai. Nhiều người thì chưa nắm được thông tin đó cho nên là tới lúc bay thì khá là bất ngờ và giật mình là phải bị đóng thêm tiền cho kiện hành lý thứ hai, quá vô lý. Cho nên là có phàn nàn complain về vấn đề này và yêu cầu kêu gọi bạn bè có lẽ là tẩy chay từ nay không sử dụng đến hãng hàng không Cathay Pacific quá cảnh tại Hồng Kông nữa. Bởi vì hãng này đã đang chơi chiêu trò là tưởng chừng như giảm giá vé rẻ hơn một tí so với các hãng khác, nhưng trên thực tế hành lý đã bị giảm theo và để được gửi thiếp kiện thứ hai thì bị tính tiền, và tính ra như vậy tương đương hoặc là cao hơn so với các hãng hàng không khác. Do đó thì đây là một cái quy định mà cô bác anh chị mình cần nắm nhé. Hãng hàng không Cathay Pacific có chương trình khuyến mãi nhưng phải xem xét lại về quy định về điều kiện gửi hành lý như thế nào, chúng ta cần nắm rõ để không phải là bị sốc khi mà tới sân bay làm thủ tục bay rồi bị yêu cầu tính tiền. Đa số các hãng hàng không khác bay từ Mỹ về là được cho quy định là gửi hai kiện hành lý. Hiện tại thì hãng hàng không Hồng Kông Cathay Pacific là chỉ cho một kiện gửi thôi. Và hãng Cathay Pacific này nằm trong liên minh gọi là One World, liên kết với nhiều hãng hàng không khác, trong đó có hãng không American Airlines của Mỹ. Thì chúng ta đã biết là hãng hàng không của Mỹ thông thường là cũng đa số là bay đường dài cũng bị tính kiện hành lý thứ hai. Thì Cathay Pacific của Hồng Kông nằm trong liên minh này, cũng theo hệ thống này, cho nên là đã chuyển sang là cho ký gửi một kiện hành lý mà thôi. Tuy nhiên hãng hàng không khác cũng thuộc One World là Japan Airlines của Nhật Bản vẫn cho phép gửi hai kiện hành lý. Như vậy thì để bay về Việt Nam trên một số hãng hàng không, ví dụ như hàng không Nhật nào quá cảnh tại Tokyo, Nhật Bản, hay là hàng không của Hàn Quốc quá cảnh tại Seoul, Hàn Quốc, hay là các hãng hàng không của Đài Loan quá cảnh tại Đài Bắc, Đài Loan, nó như thế nào, điều kiện ra sao và giá vé nó tốt hay không, rồi cộng thêm là các điều khoản về hành lý ký gửi được miễn phí hay là tính tiền, các bác chị mình cần xem lại
nhiều khi là chúng ta thấy rẻ nhưng mà khi đi thực tế rồi phải trả thêm phí thì tính ra nó không rẻ tí nào. Và xem lại thêm một vấn đề nữa là giờ bay nó có thuận tiện hay không, quá cảnh có chờ lâu quá hay không nè, rồi các dịch vụ trên máy bay nữa. Nói chung là mỗi hãng sẽ có những cái chính sách khác nhau. Có những hãng được đánh giá rất là tốt như là các hãng của Hàn Quốc, Asiana hay là Korean Air, nhưng mà giá thì tương đối là cao nè. Hay những cái hãng của Nhật như là All Nippon Airways, ANA hay là Japan Airlines thì thường giá cũng cao, nên một số người thì không thích là giá cao của những hãng đó. Chúng ta chọn qua những hãng có được giá rẻ hơn, ví dụ Cathay Pacific của Hồng Kông gần đây là có giảm giá nhưng lại có chính sách là khi gửi hành lý bị tính hết tiền, tính ra nó không rẻ thế nào. Do vậy thì khi book giá vé rẻ lúc nào cũng cần kiểm tra xem nó có vấn đề gì hay không nhé, trước khi chúng ta quyết định mua. Nếu không là khi vỡ lẽ rồi thì chúng ta lại là cảm thấy bực bội, khó chịu, lúc đó đòi tẩy chay này kia. Thật ra là chính sách của hãng đã có mà nhiều khi chúng ta không tham khảo kỹ, rồi chúng ta lại rất bực bội giờ phút cuối cùng khi làm thủ tục tại sân bay. Nếu cô bác chị mình có thêm những cái thông tin hay là những cái kinh nghiệm bay của các hãng hàng không khác thì có thể chia sẻ cho quý bà con của bác anh chị mình cùng nắm nhé. Thông tin thì nó vô vàng lắm và nó thay đổi liên tục. Mỗi hãng hàng không luôn luôn có chính sách lúc này như thế này nhưng lúc khác lại như thế kia. Thì thông tin mới nhất luôn cần được cập nhật giúp cho bà con mình nắm rõ hơn, và chúng ta sẽ cảm thấy không phải là phiền phức khi chúng ta có chuyến bay đường dài về thăm quê hương, thăm Việt Nam trong những ngày sắp tới. Xin cảm ơn rất là nhiều. Trong buổi sáng ngày hôm nay có hai chuyến bay quá cảnh Đài Bắc Đài Loan. Đầu tiên là chuyến bay của China Airlines và chuyến thứ hai là của hãng hàng không EVA. Tuy nhiên hãng hàng không EVA chuyến bay BR395 đã delay cho tới 11:40 là gần trưa luôn mới hạ cánh. Như vậy là chỉ còn một chuyến bay, đó là của hãng China Airlines đáp mà thôi. Tuy rằng là một chuyến nhưng mà thật sự rất là đông bà con cô bác mình về trên chuyến bay này. Nếu nghĩ nếu mà chuyến bay của hàng không EVA đáp cùng một lúc nữa thì ra lúc này là rất là đông luôn, phải nói là ngập trời ở tại ga đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất này luôn. Có một điều mà Nick nhận thấy được là một số người khi mà đi đón bà con của bác mình trên chuyến bay của hãng không EVA BR395 khi đã delay, nhìn thông tin trên bản điện tử thì có trách móc rằng tại sao người nhà lên máy bay tại Đài Bắc Đài Loan không nhắn nhủ gì về để cho người thân ở đây biết được thông tin là chuyến bay sẽ delay và không phải ra sớm để bị ở đây lâu và chờ đợi mòn mỏi, mệt mỏi. Thì cái điều này Nick nghe thì thấy cũng khá là thông cảm cho những người mà ra đón nè. Bởi vì ra đón ra sớm tranh thủ và đồng thời sau đó thì không đón được rồi phải lây lắc ở sân bay khá là lâu. Ở sân bay thì lúc nào cũng đông, đặc biệt là trong cái khoảng thời gian về cuối năm và dịp Tết này thì các chuyến bay lúc nào cũng đông khách và mọi người đi đón thì cũng rất là nhiều. Tại chỗ này tập trung nhiều thì đông mà ngồi lâu chờ đợi mòn mỏi và sẽ rất là mệt. Như vậy nó nghĩa là tại các sân bay quốc tế của các nước bây giờ thường là có wifi miễn phí, đặc biệt là tại các sân bay châu Á thì càng dễ tìm wifi để chúng ta vào, chúng ta online thôi, rất là dễ mà. Phương tiện liên lạc thì có sẵn rồi, không có gì khó khăn hết, chỉ cần mở điện thoại ra đăng nhập vào wifi của sân bay và chúng ta nhắn tin về nhà cho người thân đó là chuyến bay nó có trục trặc như thế nào, delay ra sao để người nhà biết và yên tâm và có cái phương hướng là xử lý như thế nào để không phải vật vã mòn mỏi chờ đợi tại sân bay nhé. Thì nếu nghĩ là cái thời công nghệ 4.0 rồi, thông tin rất là dễ liên lạc, cho nên là cô bác chị mình máy điện thoại lúc nào cũng có trong người mà. Xuống máy bay có thời gian thì cái điều đầu tiên bao giờ cũng phải là mở điện thoại đăng nhập vào wifi miễn phí thì chúng ta nhắn tin rồi thôi. Có thể là dù nó không có sự cố, không có delay, không có bị trễ hay là không có vấn đề gì, nhưng vẫn nhắn tin cho người nhà biết là đang ở sân bay này, đang làm gì và chuẩn bị cho chuyến bay tiếp theo ra sao để người nhà nắm được thông tin thì bớt lo lắng và yên tâm chờ đợi mình.
ít nhiều cũng có một thông tin gì đó. Đương nhiên là một số của bác anh chị mình á, sẽ nói là đăng nhập wifi khó khăn này kia, không biết cách. Thì thật ra đối với người lớn tuổi không rành công nghệ thì cũng là một vấn đề. Tuy nhiên Đức nghĩ là nếu chúng ta lên ý tí nè, chúng ta nhờ nhân viên của sân bay hoặc bất kỳ người nào trẻ trẻ ở trong cùng chờ chuyến bay về Việt Nam, thì nhờ đăng nhập wifi trên điện thoại của mình đó, mở giúp giùm tí xíu thôi, đăng nhập vào thì chúng ta có được cái kết nối rồi, thì nhắn tin về Việt Nam thì quá dễ, hoặc gọi một cú điện thoại và Zalo, Viber hoặc là WhatsApp cũng được, hoặc là FaceTime, Messenger, rất là dễ thôi, không có khó đâu các bạn. Cái thông tin liên lạc đó khá là quan trọng nha. Nếu mong rằng của bác chị mình cần lưu ý tí chứ thôi, mình bay đường dài bay xa rồi mình im bặt luôn, tới đâu mà không có thông tin gì hết thì người nhà ở lo lắng chờ đợi mòn mỏi mệt thì cũng rất là tội ha cô chú chị mình nha. Cho nên là tới đâu mở điện thoại, đăng nhập wifi miễn phí, nhắn tin về để tất cả đều cảm thấy thoải mái và yên tâm hơn. Quý cô bác anh chị và các bạn thân mến, gần đây thì nó có nhận được những câu hỏi liên quan đến hộ chiếu Việt Nam nè. Có câu hỏi hỏi rằng là hộ chiếu Việt Nam xin tại đại sứ quán hoặc lãnh sứ quán Việt Nam tại nước ngoài, và hộ chiếu của Việt Nam là loại cũ. Hiện tại nghe nói là hộ chiếu Việt Nam đã đổi cái loại mới rồi. Thế thì hộ chiếu loại cũ này có xài được hay không? Có sử dụng để xuất nhập cảnh Việt Nam bình thường được hay không? Xin thưa là đối với tất cả hộ chiếu Việt Nam đã được cấp trước đó, dù cấp tại Việt Nam hay là cấp tại nước ngoài, và nó còn thời hạn sử dụng là đều sử dụng được bình thường nhé. Loại hộ chiếu mà có bìa màu xanh lá cây là loại hộ chiếu cũ trước đó đó, còn hạn của bác chị mình vẫn sử dụng như thường lệ, không có vấn đề gì khó khăn. Hộ chiếu gần đây được cấp đổi mới là cái bìa màu nâu tím hoặc là bìa đen. Gần đây nhất là hộ chiếu Việt Nam có gắn con chip bìa đen nè, thì đó là loại mới nhất. Tuy nhiên nó không ảnh hưởng đến những cái hộ chiếu loại cũ. Hộ chiếu loại cũ mà màu xanh lá cây còn thời hạn, là có nghĩa là như thế nào, còn trên 6 tháng kể từ lúc mà chúng ta đi cũng như là về đó, có nghĩa là thời hạn còn dài thì vẫn là dùng để xuất nhập cảnh Việt Nam bình thường, không có gì là khó khăn, không có điều quy định nào là phải bỏ hộ chiếu này đổi hộ chiếu mới nhé. Và câu hỏi cũng liên quan là hộ chiếu loại cũ này lúc sinh ở hải ngoại, sinh ở nước ngoài đó được cấp và cũng không có số căn cước công dân ở trên hộ chiếu Việt Nam này, thì có tiếp tục được sử dụng hay không? Xin thưa là đối với hộ chiếu Việt Nam được cấp, dù là có số căn cước công dân hay không, đều vẫn được sử dụng bình thường nếu như nó còn thời hạn. Tóm lại là hộ chiếu của Việt Nam đã được cấp bất kỳ ở đâu, dù là trong nước Việt Nam hay ở nước ngoài, dù có số chứng minh nhân dân hay không có, dù có số thẻ căn cước công dân hay không có trên cái hộ chiếu Việt Nam này, thì vẫn còn sử dụng được bình thường khi nó còn thời hạn. Một câu hỏi khác cũng liên quan đến hộ chiếu, tuy nhiên đây là câu hỏi liên quan đến hộ chiếu Mỹ. Hỏi rằng khi chị về Việt Nam thì hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng, nhưng mà ở Việt Nam một thời gian cũng dài vài tháng thì lúc đó hộ chiếu Mỹ cũng gần hết hạn, thì có thể là xin đổi lại hộ chiếu Mỹ tại lãnh sứ quán Mỹ tại Sài Gòn được hay không? Xin thưa là được. Rất là đơn giản thôi, cô chú anh chị mình có hộ chiếu Mỹ mà về ở Việt Nam khi mà nó sắp hết hạn thì chúng ta liên hệ lãnh sứ quán Mỹ tại Sài Gòn hoặc là đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội để chúng ta đổi mới hộ chiếu nhé. Trường hợp mà hộ chiếu Mỹ có đi đổi
và hỏi rằng là có phải xin giấy hẹn gì hay không. Xin thưa là đối với người có quốc tịch Mỹ và chúng ta có passport Mỹ cần liên hệ để renew, gọi là gia hạn, là đổi mới, đều không cần phải xin lịch hẹn trước. Khác với lại người Việt Nam là khi xin visa Mỹ cần đi phỏng vấn thì phải lên lịch và xin hẹn trước mới được tới phỏng vấn visa Mỹ. Nhưng là công dân Mỹ, chúng ta có vấn đề về giấy tờ của mình thì lên trực tiếp tại lãnh sự quán hoặc đại sứ quán Mỹ là chúng ta được vào bên trong để trao đổi làm lại giấy tờ cho chính mình. Rất là đơn giản, không có gì khó khăn nhé. Chỉ lưu ý là đôi khi mà chúng ta cần giấy tờ khẩn mà nó lại rơi vào những ngày cuối tuần, thứ bảy, chủ nhật chẳng hạn, thì lãnh sự quán hoặc đại sứ quán Mỹ lại không làm việc, và chúng ta phải chờ qua ngày đầu tuần là thứ hai trở đi mới có thể liên hệ để làm lại giấy tờ. Lưu ý một tí là khi cần không để quá khẩn rồi mới làm, cần kiểm tra làm trước khi mà chúng ta có thời gian thư thả, đừng để giờ chót thì lúc đó lại là cần và không kịp. Ví dụ là book một cái tour từ Việt Nam để đi du lịch nước khác và cần hộ chiếu, nhưng mà kiểm tra gần sát ngày đi rơi vào ngày cuối tuần mà hộ chiếu Mỹ lại sắp hết hạn là khả năng không bay được, thì lúc đó mới tá hỏa đi làm lại giấy tờ thì lãnh sự quán hoặc đại sứ quán Mỹ không làm việc ngày cuối tuần thì đành bó tay. Cần lưu ý một số chi tiết nhỏ như vậy nha cô bác anh chị và các bạn. Quý cô bác anh chị và các bạn thân mến, trong những ngày vừa qua thì Nick tiếp tục nhận được những câu hỏi liên quan đến vấn đề visa của Việt Nam nè. Một số cô bác anh chị ở Mỹ chuẩn bị về chơi thì có hỏi Nick là nghe thông tin một số nước được miễn visa 45 ngày về Việt Nam á, không cần phải xin visa nữa, thế thì Mỹ là có được hay không? Xin thưa là Mỹ, Canada, Úc, New Zealand và một số nước châu Âu khác cũng như là Đài Loan thì cũng không được miễn visa về Việt Nam nhé. Hiện tại thì châu Á có hai nước là Nhật Bản và Hàn Quốc là được miễn visa 45 ngày và Việt Nam không cần phải xin visa. Và một số nước châu Âu thì trước đó Nick cũng đã từng thông tin rồi. Ví dụ như là Pháp nè, Đức nè, Ý nè, rồi Tây Ban Nha nè, Nga nè, Belarus, rồi bốn nước Bắc Âu như là Na Uy, Đan Mạch, Thụy Điển, Phần Lan và Vương quốc Anh nữa đều được miễn visa Việt Nam 45 ngày không cần phải xin visa. Vào Việt Nam với bất kỳ lý do gì, đi thăm thân, đi du lịch hay là đi đầu tư thương mại, đi kinh doanh đều được nhập cảnh Việt Nam không cần phải có lý do. Đó là chỉ là cần mua vé máy bay bay về Việt Nam cùng với hộ chiếu của những cái quốc gia đó là được miễn visa nhập cảnh Việt Nam, được lưu trú tới 45 ngày. Nhưng riêng đối với passport Mỹ là vẫn phải xin visa nhé. Nói chung là Mỹ, Canada, Úc và New Zealand và một số nước châu Âu khác thì khi về Việt Nam là cần chuẩn bị phải xin visa Việt Nam. Để không phải xin visa thì chúng ta chỉ có là xin hộ chiếu Việt Nam. Nếu được thì có hộ chiếu Việt Nam rồi thì chúng ta không cần phải xin visa. Còn nếu không xin được hộ chiếu Việt Nam thì có mấy loại visa của Việt Nam chúng ta cần xin thì chúng ta có thể lựa chọn như sau. Đầu tiên là visa Việt Nam 5 năm. Visa Việt Nam 5 năm thì nếu mình gần đại sứ quán hoặc lãnh sứ quán Việt Nam có thể liên hệ trực tiếp để xin. Còn nếu không tiện thì chúng ta nên nhờ dịch vụ như là các công ty du lịch địa phương để làm visa 5 năm cho mình. Tại sao làm visa 5 năm? Làm visa 5 năm một lần thôi, trả phí thật ra cũng không phải quá cao. Tùy nơi ở Mỹ có thể là 70-80 đô la Mỹ cho tới hơn 100 đô la Mỹ nè. Và chỉ cần xin một lần đó thôi thì chúng ta có thể ra vào Việt Nam nhiều lần mà không phải xin lại visa nè. Trong vòng 5 năm đó có thể về Việt Nam bất kỳ lúc nào, và mỗi lần nhập cảnh Việt Nam là được lưu trú dài hạn tới 6 tháng luôn. Và đối với cái visa 5 năm đó, nếu mà lưu trú 6 tháng rồi chúng ta muốn gia hạn ở tiếp tục thì vẫn có khả năng là gia hạn được, là chúng ta tiếp tục ở được 6 tháng tiếp theo nhé.
Còn nếu mà đối với cái loại visa 5 năm này, mọi người thấy là mình không cần thiết và lâu lâu mới về thì thôi, chúng ta chuyển qua xin visa gọi là visa điện tử, visa online, có thể ngồi tại nhà tự mình làm được. Cái này thì video clip Nick có làm hướng dẫn rồi và đã up lên từ hồi tháng 10 đó, cô chú anh chị mình xem thêm video clip đó trong cái phần mà Nick đã hướng dẫn trước đó nha. Thì cũng khá là đơn giản thôi, chúng ta ngồi trên laptop, máy tính hoặc điện thoại cũng được tại nhà nè, nhưng mà tốt nhất là laptop hoặc máy tính để chúng ta nhìn được rõ hơn. Rồi lên đó chúng ta theo thông tin hướng dẫn trên đó thôi, và chúng ta làm đăng ký làm visa online. Thì trong cái phần visa online này, visa này cho chúng ta hai lựa chọn, hoặc là single visa hoặc multiple visa, có nghĩa là visa một lần hoặc là visa nhiều lần. Thì giá tiền nó sẽ khác nhau, visa một lần 25 đô thôi, cộng thêm phí của ngân hàng khi cào thẻ trên mạng, hoặc là loại visa multiple đó, visa nhiều lần là giá tiền có thể gấp đôi, khoảng 50 đô. Thì hai loại visa này cũng là được lưu trú 90 ngày tại Việt Nam, chỉ khác nhau là loại e-visa single đó là vào rồi ra là hết, muốn vào trở lại Việt Nam là chúng ta phải xin cái mới. Nhưng mà nếu chúng ta chọn loại multiple, có nghĩa là loại nhiều lần, thì trong 90 ngày đó có thể là đi du lịch nước khác, ví dụ là du lịch Thái Lan, sau đó trở lại Việt Nam thì vẫn dùng cái visa đó, không phải xin lại. Đó thì chúng ta có nhiều cái lựa chọn để mà làm visa. Nếu nhắc lại, visa 5 năm vẫn là ưu tiên hàng đầu để chúng ta được thoải mái hơn, nhập cảnh ở được dài hạn nè, lên tới 6 tháng. Nếu không tiện mới chuyển qua làm e-visa lưu trú 90 ngày nha. Quý cô bác anh chị và các bạn thân mến, thỉnh thoảng thì Nick có quay và đăng lên một số video clip về một số lễ hội diễn ra tại Sài Gòn. Thì nhiều cô bác anh chị mình thắc mắc là không biết là theo dõi lịch ở đâu để nắm được thông tin này. Xin thưa là đối với lịch của những lễ hội thì thường là báo chí Việt Nam sẽ đưa tin, có khi là trước cả tháng, có khi là khoảng trước 2-3 tuần. Thì Nick cũng thường theo dõi báo chí nên nắm được những cái lịch này mà thôi, chứ còn hiện tại thì không có một cái trang web chính thức nào hay là một báo chí nào là đưa tin cập nhật liên tục về những chương trình lễ hội mà báo sớm hàng tháng đâu, chỉ có khi là tối đa trước một tháng là cùng thôi, và đọc tin đó mà nắm được mà thôi nhé. Thì sẵn đây Nick cũng xin thông tin luôn cho quý cô bác chị nào chuẩn bị về Sài Gòn chơi nè. Trong tuần tới thì kể từ ngày 18 cho tới ngày 20, 18, 19, 20, 21 là 4 ngày sẽ có một cái chương trình lễ hội Tết Việt rất là lớn đang sẽ diễn ra tại công viên Lê Văn Tám nằm trên đường Hai Bà Trưng và Võ Thị Sáu với lại Điện Biên Phủ đó, ở quận nhất trung tâm Sài Gòn nha. Đó là chương trình nằm trong công viên Lê Văn Tám sẽ rất là hay và đặc sắc, rất là thú vị luôn. Cô bác chị mình có về Sài Gòn chơi thì ngày 18 cho tới ngày 22 đó, chúng ta có thể đến đó để tham dự chương trình lễ hội này. Chắc chắn là có nhiều cái về nét văn hóa cho dịp Tết nè, nó sẽ rất là thú vị nè, đồng thời sẽ có những cái ẩm thực của Việt Nam mình nữa, vừa có lễ hội, vừa có lễ và có hội, có nghĩa là sẽ rất là thú vị nha. Và càng về cuối năm là dịp Tết sắp tới thì chương trình mà gắn liền với lễ Tết thì nó sẽ đầy màu sắc của văn hóa, nên là cô bác anh chị mình ha, có thời gian tại Sài Gòn thì chúng ta canh những ngày đó có thể đến tham dự lễ hội đó, vui chơi rất là ok nha. Hiện tại thì Nick thấy là tại công viên Tao Đàn quận nhất đang dựng rạp, dựng hàng rào chuẩn bị là cho chương trình Hội Hoa Xuân Tết 2024, Xuân Giáp Dần 2024 nhé. Năm nào thì chỗ công viên Tao Đàn cũng làm cái chương trình là Hội Hoa Xuân. Năm nay cũng vậy, cũng là mở Hội Hoa Xuân. Thì
Thông thường là phải chuẩn bị trước khoảng 1 tuần 10 ngày, sau đó thì họ sẽ mở bán vé để vào tham quan. Lúc sau dịch thì Ních thấy là có năm là miễn phí vé vào. Tuy nhiên là không biết năm nay như thế nào, có thể là bán vé trở lại. Nhưng mà bán vé thì cũng chỉ vài chục ngàn thôi, cũng có thể là một điểm thú vị để chúng ta vào trong đó xem những loại hoa kiển đặc sắc, cũng như là những cái chương trình ẩm thực rồi ca múa nhạc lô tô cũng rất là sinh động tại công viên Tàu Đàn, trung tâm quận nhất Sài Gòn. Vừa rồi là một số thông tin cập nhật tình hình sân bay Tân Sơn Nhất trong buổi sáng ngày hôm nay, cũng như là trả lời một số câu hỏi thắc mắc của quý cô bác anh chị và các bạn đã gửi cho Nick trong những ngày vừa qua. Nếu quý cô bác anh chị và các bạn có thêm những thắc mắc gì, có thể comment bình luận phía dưới, hoặc là có những thông tin quý báu có thể là đóng góp cho cộng đồng để tìm hiểu thêm, thì chúng ta cũng có thể comment bình luận phía dưới nhé. Còn bây giờ ít phút còn lại của video clip ngày hôm nay, mời quý cô bác anh chị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi những hình ảnh thực tế Nick có quay hình tại ga đến quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất vào buổi sáng và trưa ngày 15 tháng Giêng năm 2024.
Bây giờ đã là hơn 1 giờ trưa rồi và ngay tại ga đến quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất vẫn tiếp tục rất là đông người luôn. Nhiều người đã xong thủ tục đi ra ngoài gặp được người thân rất là vui. Nhiều người vẫn còn đang ngóng trông chờ đợi không biết khi nào người thân mình mới ra được. Hiện tại thì theo thông tin mà Nick nắm được là bên trong rất là đông và xếp hàng làm thủ tục trung bình cũng phải mất 1 tiếng mới qua được khu nhập cảnh và sau đó mới xuống nhận hành lý và đi hải quan để ra ngoài. Thời gian chờ đợi cũng khá là lâu ha, nên cô bác chị mình cũng không phải là quá nôn nóng đâu. Chúng ta thông thả chờ thôi, xong thì người thân mình cũng sẽ tranh thủ ra ngoài thôi. Rồi, video clip của ngày hôm nay đến đây thì Nick cũng xin tạm dừng. Cảm ơn quý cô bác chị và các bạn đã quan tâm theo dõi nhé. Và bây giờ thì Nick xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị và các bạn trong những video clip kỳ sau. Chúc quý cô bác chị và các bạn một buổi chiều mát mẻ, thoải mái, vui vẻ bên gia đình và người thân. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào tạm biệt. Bye bye.